Sáng ngày 22 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo xã Quang Trung. Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Quang Trung lần thứ 22, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra 11 chỉ tiêu để tập trung triển khai thực hiện. Trong gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết, được sự quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, sự nỗ lực của cán bộ hội viên phụ nữ trong xã, hoạt động hội và phong trào phụ nữ xã ngày càng thu hút đông đảo chị em tham gia, tổ chức hội được củng cố và phát triển. Các chỉ tiêu đề ra cơ bản đều đạt kế hoạch, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong gần 3 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung đã triển khai thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam với nhiều hình thức phong phú, thu hút nhiều hội viên tham gia. Hội luôn chú trọng đổi mới các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các phong trào bằng nhiều hình thức. Hội đã giúp đỡ được 32 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, xây dựng 12 mô hình hội viên phát triển kinh tế giỏi, giải quyết cho 30 hội viên phụ nữ có việc làm thường xuyên. Công tác xây dựng quỹ hội được quan tâm, 100% chi hội xây dựng quỹ hội với số tiền bình quân là 10 triệu đồng trở lên. Công tác chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp hội quan tâm thực hiện, trong đó nổi bật là các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức tiến hành các hoạt động tham gia thực hiện tiêu chí nhà sạch vườn đẹp tại chi hội, vận động các hộ chỉnh trang khuôn viên gia đình, làm mới 52 lò hố rác, tu sửa và làm mới 129 giếng nước. Các chi hội phụ nữ thôn đã triển khai thực hiện hội thi nhà sạch vườn đẹp hàng rào xanh. Kết quả toàn xã có 11 thôn làng với 1.238 hộ tham gia hội thi, vận động trên 430 hộ chỉnh trang lại khuôn viên nhà ở sạch sẽ gọn gàng, tổ chức trồng hơn 10 km hàng rào xanh. Hội luôn chú trọng đổi mới các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, thực hiện tốt các phong trào. Qua nửa nhiệm kỳ đã kết nạp được 323 hội viên, trong đó hội viên danh dự là 24 hội viên là nam giới. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ.